Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hôm nay là buổi sáng mà Ngọc cần phải làm việc. Trời ơi, thức dậy á, làm pha một ly cà phê uống, ngồi ngắm cảnh cái hồ bơi với lại hả nhà cửa rất là vui luôn mọi người. Hai, thì bây giờ các bạn nhớ là Ngọc nói là Ngọc cần phải các bạn. Điều trước tiên á, để Ngọc muốn nói ở đây á, là khi mà chú Dũng giúp lùm chị dùm cho Ngọc đó ba các bạn, thì Ngọc có gửi tiền cho chú Dũng nữa. Cái ngày đầu tiên mà chú Dũng tới trả cái cửa thì các bạn thấy trên video clip ngày đầu tiên chú Dũng tới trả cửa rồi. Xong Ngọc tắt cái video, Ngọc tắt cái khúc đó. Bắt đầu Ngọc với chú Dũng có nói chuyện nha. Ngọc rõ ràng lắm, rất là rõ ràng. Chú Dũng, con chú Dũng giúp giùm con rất là biết ơn chú Dũng. Con rất là cảm ơn chú Dũng, nhưng mà chú cháu mình giúp cái nào giúp cái nào làm là làm. Con không có muốn lợi dụng bất cứ một ai hết. Tại vì không có ai mà có rảnh, mà có thời gian mà tới ấy không vậy, không thích, không Ngọc không có thích điều đó. Chú cháu. Bây giờ thí dụ như chú Dũng làm hết cái nhà này cho con, sơn thứ kết rồi tất cả mọi thứ giúp đỡ giùm con. Chú Dũng có lấy con nhiêu tiền? Đó là cái chú Dũng mới quay qua Ngọc nói ok rồi chú cháu. Thì hồi đó hồi bữa là chú hỏi giùm cho Ngọc là cái người khác người ta sơn là cái giá người ta bao nhiêu, thì chú Dũng lấy ít hơn cái số tiền đó một chút đó. Ngọc nói ok đó, chú cháu là Ngọc thích như vậy, chứ Ngọc không có thích mà làm giùm hay là giùm thì giùm mấy cái mà lặt vặt thì chú Dũng giúp Ngọc, nhưng mà những cái mà lớn lao mà qua mà làm việc công sức đồ nhiều, Ngọc không bao giờ muốn lợi dụng cái công sức và cái sức lao động của người khác. Mình được cái này thì người ta cũng phải có cái kia. Ví dụ như mình ăn một bún mì đi, đúng không, mình rớt mấy cái dụng bánh mì xuống á, thì để cho mấy con chim chạy tới nó ăn, chứ không lẽ mình hút mình lấy chỗ mình quét mình đi dục đi luôn đâu được đâu, đúng không? Và cái đó là phải gì cũng phải phân minh. Là Ngọc nói cái câu đúng là cái câu ông bà ta xưa nói, tiền bạc là phải phân minh và ái tình phải dứt khoát. Vậy đó, mình khỏi, nói chung là khỏi có phải vướng bận cứng ấy vậy đó. Con gửi chú Dũng số tiền đó, con giúp con, cảm ơn chú Dũng đã bớt cho con chút. Rồi chú Dũng giúp con cháu được thêm gì giúp. Đó là vậy. Cái thứ hai các bạn, khi mà Ngọc qua Florida thì trước khi mà đi mua đồ đạc đồ này kia, hồi bữa Ngọc có kể cho các bạn nghe một lần rồi, cái nhà băng ở bên đây mắc cười lắm. Nếu mà mình muốn xài tiền mà xài tiền nhiều á, một ngày người ta chỉ cho xài cái thẻ mình xài đúng 1.000 đô thôi, 1.000 đô là hai mấy triệu. Thì khi mà mình mua đồ một số lượng nhiều như thế này nè, là mình phải gọi nhà băng, là phải gọi mỗi ngày, chứ không có phải gọi là nói thôi trong một khoảng thời gian nào đó. Không, Ngọc nói và băng á, bây giờ là tôi mới mua nhà nên tôi cần mua rất là nhiều đồ trang trí cho gia đình của mình. Thì bạn có thể nào từ cái ngày đó tới cái ngày đó cho tôi một cái mức tiền đó để tôi mua đồ được hay không? Nhà băng nó không được, phải gọi mỗi ngày. Ví dụ như gọi xin phép nhà băng đó, nhà băng ơi bữa nay cho tôi xài vô đây mai gọi tiếp. Rồi ủa không nói, ủa rồi lỡ thứ bảy chủ nhật rồi không có làm gì, rồi sao lấy gì gọi? Tại vì Ngọc là Ngọc xài ở bên đây là mình xài debit là nhiều, xài debit đó, nó có hai loại, một loại là debit và một loại là credit. Thì Ngọc là Ngọc xài debit là nhiều, chứ còn credit của Ngọc thì cái số tiền ở trong đó nó không có nhiều đó. Rồi cái nhà băng nói là cái ngày thứ bảy chủ nhật vừa rồi, nguyên cái cuối tuần vừa rồi là Ngọc cũng làm ăn được vậy, không có trả tiền ai được mà cũng không có làm gì được hết đó. Sáng nay mới tất thì gọi nhà băng xong, nói chị nhà băng, hay chị nhà băng ơi, cho em trong cái ngày hôm nay chị nhà băng cho em một cái số tiền đó để em đi mua đồ với chị nhà băng. Nhà băng nói ok chị cho phép rồi để mới được xài. Bây giờ trên tay Ngọc là có một cái tờ giấy của cái chỗ mà bán bàn giường ghế đồ này kia. Đây là cái tờ giấy tất cả các thông tin để Ngọc wire tiền qua cho người ta. Còn cái tờ giấy bên đây á, là cái gì đây ta? Ok, cái tờ giấy bên đây á, là tại vì các bạn lạ lắm. Lạ, công ty bên Mỹ này lạ. Khi mà tới chở đồ tới cho Ngọc đó, để ráp á, tại vì Ngọc có mua một cái giường với một cái niệm cho cái phòng của Ngọc nằm nữa. Cái phòng hồi bữa là Ngọc nói, chị nói với các bạn là Ngọc mua 4 giường, 4 niệm. Nhưng mà Ngọc mua 5 lận. Ngọc mua 5 lận là tại vì nhà có 5 phòng, Ngọc tại vì Ngọc bỏ cái giường này luôn, tại vì đã mua 4 cái rồi mua thêm cái nữa thành 5 đi cho nó đủ, nó hợp màu rồi luôn, hết luôn. Cái xong rồi cái Ngọc nói là ủa rồi khi mà vận chuyển cái giường đó tới đó, có đem bỏ cái giường này giùm tôi được không? Người ta nói không,
khi mà người ta tới á, là cái giường này là phải đi khỏi ra khỏi nhà rồi, không có được nằm đây. Ủa vậy giờ sao trời, không lẽ rồi hả, hy vọng là hả, là người ta đây nè, người ta cho một cái tờ giấy gọi là local moving service, có nghĩa là những cái chỗ này nè mình sẽ cho đồ, thì mình sẽ gọn thoại mấy cái chỗ này tới nói ê tôi có cái giường size king nè, có muốn lấy không, giường với niệm lấy thì tới đó lấy. Thế là cái là bắt đầu người ta muốn lấy thì ta chạy tới người ta lấy cho mình, người ta gỡ ra người ta lấy đi, chứ bây giờ không có Ngọc ở đây, không có chồng Ngọc ở đây rồi, mình Ngọc vừa xong Ngọc làm cái giường nó ra cho được mà cũng khổ. Hồi bữa Ngọc kêu chủ nhà để lại cái giường là tại vì Ngọc muốn ở đây nên là mới để lại cái giường đó, chứ còn mà hả không mấy là Ngọc cũng kêu chủ nhà đinh đi hết luôn rồi. Nhưng mà hả bây giờ cái ngày đó, thí dụ như cái ngày người hôm nay là Ngọc sẽ trả tiền cho cái chỗ đó, thì thứ năm người ta sẽ giao đồ tới, có nghĩa là sáng thứ năm cái chỗ mà dời đồ đó phải tới trước cái chỗ mà lấy đem niệm tới, nếu không á thì hả đâu có ai rinh cái niệm nó đi giùm cho Ngọc đâu. Là cái bữa đó là chắc là hai mẹ con phải lôi đầu nhau dậy sớm, hy vọng là cái chỗ lấy cái niệm này ta tới sớm, thì dụ như hả 7 giờ ta tới là 7 giờ hai mẹ con lò mò dậy rồi lấy giường đi lấy giường đi rồi bắt đầu chờ tới. Thí dụ như cái chỗ mà bán giường mới á, chỗ mà bán giường mới người ta tới mò lò mò chắc tới 11-12 giờ, 1-2 giờ trưa ta mới tới đó. Cái ngồi miết trong nhà không có giường, không có ghế, trời mấy ngày nay là nhà không có giường không có ghế, bạn đứng toàn đứng không à. Ngọc nói trời đất ơi, trong tuần này tức mọi thứ sẽ xong. Thôi bây giờ Ngọc sẽ một chút cái thông tin chia sẻ với các bạn như vậy đó. Hy vọng là các bạn có một chút hiểu biết thêm về cái cách làm việc ở bên Mỹ ra làm sao. Nhiều khi hả Ngọc không có dùng đụng vô cái mày nên mấy này không có nói nào. Giờ các bạn thấy Ngọc có nói này không? Đâu có nói đâu. Đâu biết đâu nói. Có cái vụ mà hả xin ngân hàng xài tiền thì có nói, tại vì hả lâu lâu mình cũng có xài hơn cái số tiền mình cần thiết, là thì Ngọc nhớ cái lần mà đầu tiên mà Ngọc nói về cái vụ mà xin ngân hàng xài tiền là cái vụ mà mua máy tính á, ngồi trên cái thuyền nói, Ngọc nhớ ngay cho Ngọc ngớ cái lúc, nếu mà các bạn nào coi cái đó nhớ nói rồi đó, là bây giờ ngân hàng cho em xài tiền rồi thì thôi bây giờ em xài. Vậy cũng bỏ nhiều hoa vô đây ha. Rồi chú Dũng đây. Hey, chú Dũng tới đây nè mọi người ơi, thì chú Dũng ngày nào chú Dũng cũng thích uống nhiều hoa nghệ tây, từ cái ngày mà ngày đầu tiên mà Ngọc mà làm cho chú Dũng uống tới giờ đó. Là cô bỏ này, cái này cái ly này của cô chắc cỡ bỏ cỡ khoảng từ 5 cho tới 7 sợi rồi được rồi. Chú Dũng nói làm cho cô ăn chai nữa, cô có đem lên chai nước. Bữa nay là hôm nay là ngày ốp của cô nên là chú Dũng quá hả chở cô tới đây với một người con của cô nữa tới đây để chơi. Đây là chú Dũng. Đó, rồi bắt đầu mà nhị hoa ngày tây là bắt đầu để trong đây cỡ chừng, nếu mà nước lạnh á thì mình để trong chừng 1 tiếng cho một tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi mình uống sáng, trưa, chiều, tối gì cũng được hết, nó giúp cho giấc ngủ rất là ngon, tốt cho đường bao tử, rồi tốt cho cao máu, tiểu đường, cao huyết áp. Uống khoảng một thời gian là da mặt rất là đẹp luôn á. Nghe gì đây? Trời, nó đưa cái này gì trời, cái này của ông Dũng mà. Đây nè mọi người, chú Dũng á, là ngày nào là chú Dũng cũng ăn một cái tô này. Mọi người biết cái này là gì không? Ở trong đây có táo nè, có ốc miêu trong này, mà ốc miêu là lúa mạch đó các bạn. Ăn cái này thì nó giúp mình no nè, cung cấp đầy đủ protein. Chú Dũng ngày nào là cũng một tô vậy hả chú Dũng? Ừ. Không ngán hả? Ừ. Là không? Ăn tốt cho tim mạch mà ngán gì? Không phải, biết là tốt nhưng mình sợ ăn gì hoài, ngày nào cũng ăn ngán á. Không, chú là phải sáng ăn vậy, rồi chưa ăn vài củ khoai lang với chuối xong. Ồ vậy à? Chiều ăn cơm. À. Ăn ít cái thôi. À, hàng chi con nói ủa sao chú Dũng ăn cái gì ông đem tô ai ngờ ông ăn ốc miêu. À. Cái này bạn được là tốt lắm đó chứ. Đúng. Mỗi cái mặt mình nó không bị nghẽn, bị đột quỵ. Đúng rồi. Lúa mạch mà. Táo rất nhỏ nhỏ bỏ vô. Dạ. Đó chú Dũng giờ qua làm tiếp nè mọi người. Hôm nay là con nghĩ mình sẽ xong cái cửa màu trắng. Chú ra ngoài chú sơn màu. Hôm nay là có người nhắn tin cho con chú Dũng nói là chú Dũng không cần phải chà cái cửa này ra mà chỉ cần sơn primer lên là được. Nó thời gian sau nó sẽ bung. À. Nó là mẫu á. À. Thời gian sau là bung ra. Bung á. Mình hạ mình kỹ chỉ khó cần chút xíu mình chà cho nó ra mình sẽ vĩnh viễn luôn, không mời vĩnh viễn luôn. Dạ. Yeah. Tại vì trong video mọi người thấy ha chà cực quá. Nên là nhắn tin cho con nó là không có cần chà ra.
À, chú Dũng nói làm vậy là làm ẩu mọi người ơi. Chú Dũng làm gì cũng phải có tâm hết đó. Thà không làm thôi. Không chà cho khỏe tay có lận cái gì. Đúng rồi. Không chà khỏe thôi. Mình để lên mình làm đâu được. Tại vì nó có cái vết bóng ngoài. Ví dụ như mà chà lên cái chừng 3 năm sau cái trời ơi chú Dũng ơi tróc hết rồi cái không có công không? Có công ha. Nó không bị nói. Bây giờ nó bung tới chừng về 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 lúc sau nó bung rồi nó làm sao là kia. Nó kia được không? Bởi vậy làm mà chạy như tụi nó làm được. Đúng rồi. Hôm qua cuối cùng chú có ông sư phụ chú làm như này làm mấy chục năm nay. Ông hỏi nhà vậy có nhà nhân cháu. Dạ. Trại thầy sĩ này. Tôi thấy nói rồi chú biết là sao đi không được. Nhưng mà nó về bữa nó bung. Đúng rồi. Đông biết luôn không? Chú biết mà phải không? Nó làm đây nó làm gì tôi hỏi ông. Hello mọi người. Hiện tại bây giờ Ngọc đang đi pick up đồ ăn. Thì ở gần nhà Ngọc á, cách nhà Ngọc khoảng 12 phút lái xe có một cái nhà hàng Việt Nam tên là Vô Ăn. Thì hôm nay, hồi bữa Ngọc có ăn một lần rồi. Hôm nay Ngọc order những cái món mà canh chua, cá kho tổ với lại sườn kho. Thì ăn thử thôi làm sao. Hồi bữa là Ngọc mua những cái món ăn thường á, ăn vặt á. Ngọc ăn phở ở đây rồi, ăn gỏi ở đây rồi, ăn hột vịt lộn, ăn nói chung là rất nhiều món trong này rồi. Bây giờ vô lấy đồ ăn cơm thử coi người ta nấu như thế nào nha. Con Ngọc mang đôi dép của chồng Ngọc anh để lại nè. Dép nhỏ dễ sợ không? Mọi người ơi, thì Ngọc mới vừa lấy đồ ăn về. Hôm nay có vợ của chú Dũng qua chơi nữa đó. Nhưng mà cô ăn rồi nên là cô không có ăn chung trong cái video này với Ngọc. Rồi hả, cô ở nhà cô giữ giùm chay để cho Ngọc đi mua đồ ăn rồi đi chợ búa rồi này kia đó các bạn. Thì Ngọc mua được canh chua tại vì thèm cơm gia đình. Nên là ông có ăn dưa hấu, có dưa hấu trên đó nè. Thì để ăn thử cái đồ ăn gia đình của cái tiệm này nấu như thế nào. Nãy lúc không có ghế ngồi luôn. Hiện tại Ngọc đang đứng trong cái khu bếp mới nhà Ngọc. Hồi nãy đi vô lúc mà mua cái cá kho với lại sườn kho nè. Cái anh chủ tiệm á, vừa bước vô anh nói cuối cùng thì chị cũng tới tiệm em. Anh nói hèn chi hồi nãy hả nghe cái tiếng cái tiếng quen quá, cái tiếng order đồ ăn quen quá. Bây giờ để Ngọc thử ăn cái cá kho này coi như thế nào nha. Mời mọi người nha. Cá này kho làm cũng ok. Ngon à? Cũng được con. Ngon, nó chưa có đậm đà. Được thôi. Người Việt Nam mình hay là tàu thôi. Việt Nam con. Cái ăn thử sườn à. Chưa có đậm đà. Cái này mà để ha mẹ con hoặc là thím Phượng kho ngon lắm. Thế mẹ của Ngọc làm đồ ăn ngon. Dạ. Thím Phượng.
Giờ thử canh chua nè. Con rất là thích ăn canh chua cá kho tộn nha. Mà khi mà cá kho là phải cái nước là phải đặc á, cái màu của nó phải 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 đậm đà hơn chứ mới thấy ngon hơn. Nó kho sao mà không thấy nước hả? Cô quên không? Canh chua cũng được. Nói chung hai món này cũng được. Cô là cô tên Hương phải không? Nãy giờ con chưa biết tên luôn, sáng giờ con chưa hỏi luôn. Anh Kỳ Dũng. Dạ. Cái Facebook á là của hồi xưa ảnh không có biết chơi Facebook. Dạ. Facebook là Facebook của cô. Cái ông chỉ là ẹt ông vô là để cho ông coi thôi. Hồi dạ. Xưa ông chỉ coi thôi. Cái giờ coi riết cái này là thành của ổng luôn. Ông cho ai vô cho ông ai xin vô ông cũng cho thôi. Rồi tự đăng tự nói tự hát tự hò rồi Facebook mình riết rồi ông như của ổng rồi đó. Dũng vô hát dữ rồi nha. Vài ban ngày là phải lên hát lần. Hát rất là bài bản giới thiệu tên bài hát. Rồi là bữa cuối tự làm MC rồi tự hát luôn. Không ở nhà không hát cho buồn chết. Dạ. Nhưng mai ông lên đây làm ở nhà một mình à. Cô hả? Ừ. Mai không có đi làm, mai nó tụi nó nghỉ. Thì lên con chết. Ừ. Nhà nấu ăn rồi. Dạ. Mai nhà. Chú Dũng á, rất là ngọt mắc cười. Hồi sáng này là sáng là chú Dũng nhắn con rất là sớm. Chú Dũng nói bữa nay là có con cô với lại con của chú lên chơi nữa nha. Con nói dạ. Rồi cái một chút nữa chú Dũng lên nó chở cô với lại cái anh kia con của chú Dũng lên. Cái chú Dũng nói hả sáng này dụ bà đi chợ. Chở bà đi chợ xong rồi chở bà tình lại đây luôn. Chứ hồ đi dán cái này thì mình mặn cái quần thun ngồi cho dễ. Dạ. Hồ đi chợ, chở đi chợ. Hồi đó Việt Nam á là cô Vũng Tàu hả? Quê cô Vũng Tàu hả? Ở Bà Rịa. Dạ. Ừ. Bao lâu rồi cô chưa vậy? 5 năm hả? Không, ơ... qua 3 năm về một lần. Dạ. Cái cách mấy năm về một lần. Thì cái không có đợt dịch này là về nữa nè. Dịch này chưa về được. Chuẩn bị. Cô còn ai bên đó không? Còn nhỏ em với bà chị với ông anh. Còn bà chị kế thì chuẩn bị qua nữa. Dạ. Nói chung là chị anh đâu ở bên đây cũng hết mấy người bên đây. Dạ. Chị thứ năm cũng ở đây, chị thứ ba cũng ở bên đây. Còn mấy người Việt Nam không chịu qua hay là không thích qua là chưa qua được? Không, tại vì đi con lãnh. Dạ. Con có chồng rồi lãnh qua. À, anh chị bảy cũng có con lãnh qua, chị chín cũng có con lãnh qua, và chị thứ năm đồi với con đồi với, còn mấy người kia người ta đâu có con đâu mà lãnh qua, còn mà nhà cửa bên đó thì cha mẹ để lại đó. Dạ. Nó ở bên đó nó coi rồi, có mình về mình có chỗ mình ở. Đúng rồi. Anh đòi về bển mua nhà rồi xây lên để đó mình có về, nó thôi trời về chơi có bao lâu đâu mà con. Ngày xưa vậy là cô qua Mỹ cũng được mười mấy năm không? 11 năm thôi. 12 năm. 12 năm. Mà lúc mới qua cũng khóc thế là. Chú Dũng nói con á, lúc mới qua khóc tại vì chỗ ngày xưa có cái đó quá ngon luôn. Ừ. Quá ngon. Bây giờ là tiền hay là bạc luôn. Ừ. Ngồi mà đứa bên đó mình sướng quen rồi đó. Dạ. Tự nhiên qua đây cầm lên làm cái đã không biết làm mà không biết tiếng Anh nữa. Đúng rồi. Khóc. Cái cuối cái đầu chúng làm biết từ sáng tới chiều không? Ừ. Đâu có nói chuyện được với ai. Khóc thôi là khóc, ngày nào về cũng khóc, ngày nào về cũng khóc. Nó thôi chắc đi về Việt Nam quá. Mọi người biết hồi đó chú Dũng hả? Cách đây 11 năm ở Việt Nam, ở Vũng Tàu, chú Dũng có ba cái đó gọi là cái gì cơ? Khu vui chơi. Khu vui chơi mà trẻ em hiện tại bây giờ mà ngày xưa, bây giờ mà câu cá, rồi nhà phao, rồi đua ngựa đâu á. Cái nhà banh rồi đó trời.
điện đụng rồi đó. Có ba cái ở dạ Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tối ra chỉ mình ngồi mình bán vé thôi. Đi qua Mỹ bán hết luôn. Trời đất ơi, bây giờ thì thôi luôn. Con nói hả? Qua đây trời đất ơi, khóc thôi. Mà giờ thôi cởi chủ yếu cho hai đứa. Dạ. Nó ổn định. Không, tất cả là cũng do chắc duyên số. Duyên số rồi hả? Vậy nhà hồi đó là cô với chú qua là chắc ba mẹ cô bảo lãnh. Ba mẹ của chú Dũng. Ba mẹ có nội bà nội. Ủa nội. Mà cô con sao cô biết con là con của Công? Tại vì coi cái mấy cái video hồi xưa á. Là cô biết ba con? Biết, tại cũng như ba xin vô Facebook của cô. À. Mà cô không biết ba là ai. Cái cô mới thấy mấy cái bà con bên ông nội của dạ là ba của ảnh á, là mấy người đó là hồi xưa bạn của ba con. Dạ. Là bà con bên ông nội bà nội của Vũ Anh á. Dạ. Là ba con, cô thấy có ba con có Facebook với mấy cái cô chú đó. Mà thân mặt với mấy người đó thấy nói chuyện á. Tại vì ba con nói chuyện với mấy người đó bên đó, nói hỏi chú Tư là hỏi thăm ba anh Dũng á. Dạ. Lúc mày khỏe không nữa. Rồi cô nói ý ủa vậy là ba Ngọc là biết ba của ông Dũng luôn. Ok. Yeah. Là biết dòng họ bên ông Dũng hết luôn. Yeah. Cái cô mới cho ba vô. Cô cho ba của Ngọc vô xong rồi cô mới coi video của Ngọc về Việt Nam. Yeah. Cô thấy ba của Ngọc đi về quê á. Cái cô mới nói ủa cái anh này chẳng lẽ Ngọc là con? Yeah. Ở đầu cô mới biết là Ngọc là con của ba chứ cô cũng chưa biết luôn. Yeah. À. Cái xong rồi cái anh thì ảnh hồi nào vậy, nó có coi YouTube Ngọc đâu. Dạ. Yeah. Chừng coi mà cô coi Ngọc lắm. Dạ. Yeah. Cô coi chứ cô không có biết bấm cái gì. Không y như cái chị hồi nãy vậy, không có biết cái nút nào mà bấm cái gì, chỉ biết coi thôi. Dạ. Yeah. Mỗi lần bấm lên YouTube thấy là coi, thế là coi vậy đó. Dạ. Yeah. Cái coi cái bữa đó bấm lên thấy Ngọc sao, ủa sao đi đâu qua Florida này ta? Cái nó Dũng, ủa con của anh Công là Ngọc này qua Florida làm gì đây, chắc đi chơi quá. Dạ. Yeah. Cái anh Dũng ủa vậy để gọi Ngọc lại chơi. Dạ. Yeah. Ai ngờ đâu anh Bình hồi xưa ở bên đó thì cô cũng có hồi lúc mà mới đám cưới với anh Dũng về Long Khánh á. Dạ. Yeah. Là cô cũng có nghe mấy người mà quen với chú Bình cơm thì cũng rất là ok. Thì như vậy là đã kết thúc video clip của ngày hôm nay của Ngọc. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Tiếp tục theo dõi chặng đường của Ngọc ở Florida nha mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha.